Chết tiệt, hôm nay là tuần trăng mặt của mình mà cũng bắt mình đi làm nhiệm vụ gấp gáp nữa. Không biết tới đây để làm cái gì. Để gọi cho tổng bộ chỉ huy Avenger hỏi thử xem. Này, các người bắt tôi tới hành tinh này để làm gì chứ? Spider-Man à, bây giờ chỉ còn cậu là siêu anh hùng mạnh nhất trong đội của chúng ta. Cậu ráng giúp đỡ chúng tôi đi. Trước đây rất lâu chúng tôi đã cử một kỵ sĩ máy móc tới hành tinh này để giải cứu, nhưng đã bị mất tín hiệu. Mấy ngày hôm nay chúng tôi lại nhận được tín hiệu cầu cứu của cậu ấy. Và bây giờ chúng tôi gửi cậu tới đây là để đem kỵ sĩ máy móc đó quay trở về tổ chức của chúng ta. Hả? Chỉ là một nhiệm vụ còn con. Thôi được rồi, tôi sẽ thực hiện ngay đây. Hả? Chết tiệt, con bay rồi. Ở đâu xuất hiện cái vật thẳng vậy? Chết tiệt, cũng may mình là người nhện, nếu không tàn da nát thịt đi chầu Diêm Vương rồi. Khốn kiếp, biết tìm cái thứ máy móc kỵ sĩ gì đó ở đâu chứ? Hả? Không lẽ là ở đây hay sao? Đúng rồi, năm sản xuất mã vạch đều là của trái đất mình, chắc chắn là nó rồi. Thật là tuyệt vời. Vậy là mình có thể nhanh chóng quay trở lại nhà rồi nghỉ ngơi cho đã. Khoan đã, phải khởi động nó dậy mới được. Hả? Đằng này hình như là bộ phận dụng cụ sửa chữa của nó bị văng ra đây. Được rồi, mình coi trong đây có thứ gì cần thiết hay không. Hả? Là một cái máy hàng. Hay lắm, mình sẽ sử dụng cái máy hàng này để liên kết các bộ phận của nó lại, rồi kích hoạt nó, coi thử xem sao. Đã được khởi động, đã được khởi động. Ồ, sao nhìn kỵ sĩ robot này phèn dữ vậy, như một cái đống sắt vụn. Như vậy mà tổ chức Avenger đòi mình đem nó về hay sao? Thôi được rồi, nhanh chóng cùng ta về nhà nào. Cảm ơn ngươi đã kích hoạt lại ta, nhưng nhiệm vụ ở hành tinh này ta vẫn chưa hoàn thành. Ta phải còn làm nó trước khi về. Cái gì chứ? Ngươi còn muốn hoàn thành nhiệm vụ ở cái thế giới này à? Nhưng ta không có thời gian dành cho ngươi đâu. Nào, nhanh chóng, ta sẽ điều khiển ngươi ra bãi đất trống, rồi để phi thuyền đưa chúng ta về trái đất. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Xin hãy cho tôi một cơ hội. Thế giới này cần sự giúp đỡ của chúng ta. Nếu chúng ta đi, thế giới này sẽ trở nên hỗn loạn. Mẹ kìa, sao mình điều khiển nó không được thế này? Sao nó lại tự ý di chuyển chứ? Chết tiệt, mày định cãi lời tao hay sao? Hãy nhìn đi. Hả? Sao nhiều động vật to lớn chết thế này? Trời đất ơi, rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Mấy chục năm trước, nơi này cũng vô cùng xanh tốt, giống như thời tiền cổ trái đất chúng ta. Nhưng một ngôi sao gần đó đã phát nổ, giải phóng một nguồn năng lượng nhiệt hạch vô cùng lớn, khiến cho muôn loài tại hành tinh này bị yếu đi. Riêng chỉ có loài đá đã hấp thụ nguồn năng lượng nhiệt hạch đó không giới hạn. Bọn chúng bắt đầu hình thành nên tay chân và trở thành những con quái vật dữ tợn, tàn sát, ăn thịt những sinh vật hữu cơ khác. Có thật không? Vậy thì được rồi, ta đành gác lại chuyện riêng của mình để cùng ngươi tiêu diệt những thứ quái vật đá đó trước đã, giải cứu hành tinh này, rồi từ từ chúng ta về sau cũng được. Đi thôi. Bọn chúng ở phía khu rừng đằng kia thôi. Bọn chúng không chỉ có một mà là rất nhiều loại. Số lượng bọn chúng càng ngày càng phát triển rất đông. Đằng kia, tôi nhìn thấy bọn chúng rồi. Trời đất quý thần thiên địa ơi, sao bọn chúng to lớn thế? Còn một cái răng nanh nữa kìa, kinh hoàng quá. Đừng sợ, người nhện, tôi đã chiến đấu với bọn chúng rất lâu nên hiểu từng ưu nhược điểm của bọn chúng. Mặc dù bọn chúng có cơ thể là đá vô cùng rắn chắc, nhưng sự liên kết giữa các cục đá với nhau rất yếu. Chúng ta chỉ cần phá vỡ liên kết đó, bọn chúng sẽ bị rời rạc và tan tành cơ thể. Vậy hả? Vậy thì quá tuyệt vời. Được rồi, tiến lên nào kỵ sĩ máy móc. Tôi sẽ cùng với cậu chiến đấu sát cánh bên nhau để cho bọn chúng biết được sức mạnh của biệt đội Avenger chúng ta là như thế nào. Hãy đưa lũ quái vật đá này về lại bản chất của bọn chúng là những thứ vô cơ, không thể làm hại tới động vật nào cả. Tôi biết rồi, hãy bám chắc đi người nhện. Tôi sẽ kết thúc nhanh cái lũ quái vật đá ở khu vực này. Hay lắm, vậy là chúng ta có thể về nhà được rồi. Chưa đâu, lũ quái vật đá rất nhiều loài, bọn chúng phân bố khắp nơi, và bọn chúng được chỉ huy bởi một con rồng đá. Chúng ta chỉ cần chặt được đầu con rồng đó thì mọi chuyện mới có thể kết thúc. Lại
là có thêm một con chúa tể rồng đá. Vậy thì chúng ta nhanh chóng tới đó giết nó đi. Khoan đã, tôi cần phải đi lấy một thứ. Ngươi định đi đâu nữa? Ủa, đây là gì đây? Đây là trạm sửa chữa mini tôi đã đặt ra trước đây. Được rồi, cậu nhanh chóng đưa tôi vào trạm, rồi sau đó sử dụng thiết bị để sửa chữa nâng cấp tôi đi. Nhanh lên, sẽ rất cần thiết cho chúng ta. Trời đất ơi, ngươi thật là phiền phức quá đi. Giờ này mà còn sửa chữa cái gì nữa chứ, ta có thấy ngươi hư hỏng đâu. Nhanh lên đi người nhện, đừng suy nghĩ nhiều. Cậu cứ lấy thiết bị sửa chữa trong cái cột đó, rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện. Hả? Lại là cái máy hàng. Ôi, ta giúp đỡ ngươi một lần này cuối cùng nữa nghe chưa. Rồi sau đó phải cấp tốc đi giết con chúa tể rồng đá gì đó, rồi nhanh chóng quay trở về nhà. Tốt lắm, làm tốt lắm người nhện. Cuối cùng cậu đã giúp tôi có lại cơ thể của kỵ sĩ máy móc rồi. Wow, sao nhìn ngươi đẹp thế này. Thì ra đây mới là cơ thể chính thức của kỵ sĩ máy móc. Hay lắm. Đúng rồi, đến lúc chúng ta tiêu diệt con chùm cuối rồng đá thôi. Vẫn chưa được. Tôi cần phải thu thập thêm một thứ quan trọng của bản thân mình nữa. Đó chính là thú cưỡi của tôi. Phải có thú cưỡi, tôi mới được gọi là kỵ sĩ máy móc. Cái gì nữa chứ? Sao ngươi là robot mà ngươi cứ lề mề hết thứ này sang thứ khác vậy? Rồi biết bao giờ ta mới có thể quay được về nhà chứ? Cứ yên tâm, thú cưỡi của tôi bị hư hỏng nằm gần đây mà thôi. Chúng ta chỉ cần vượt qua lũ người đá củi này là được. Thôi, hết lũ quái vật đá rồi rạc, rồi đến lũ quái vật đá củi. Không biết tiếp theo là lũ quái vật đá gì nữa đây. Ngươi làm cái gì thì làm nhanh lẹ đi. Chứ ta chán ngấy cái nơi này lắm rồi. Bình tĩnh nào ngươi nhện. Sắp xong rồi. Tôi sắp trở thành kỵ sĩ hoàn diện rồi. Lúc đó, chúng ta có thể cấp tốc đi tìm con rồng đá đó. Kết thúc mọi chuyện ở hành tinh này. Đây rồi. Chính là thú cưỡi của tôi. Ngươi nhện, cậu hãy nhanh chóng xuống, lấy thiết bị sửa chữa và giúp tôi gắn lại nó. Trời đất ơi là trời. Tôi cũng không biết tôi là siêu anh hùng người nhện hay là thợ sửa điện, thợ sửa ống nước nữa. Sao nhiệm vụ lần này tôi toàn là thợ sửa không vậy? Hay lắm người nhện. Bây giờ cậu sẽ không sửa bất cứ thứ gì nữa đâu. Nào, lên đường thôi. Chúng ta sẽ diệt con đồng đá chết tiệt đó. Cái gì? Bây giờ ngươi đã chịu đồng ý đi diệt con chùm cuối đó rồi à? Hay quá. Vậy là chúng ta có thể nhanh chóng quay về nhà rồi. Ngươi cưỡi lên con thú này thật là ngầu quá đi. Wow, tuyệt vời. Được rồi, chúng ta nhanh chóng tiến lên nào. Cậu đã sẵn sàng chưa người nhện? Thứ đó ở phía trước mà thôi. Kia, nó chính là rồng đá mà tôi đã nhắc tới. Nó từ những viên đá đã hấp thu nguồn bức xạ của ngôi sao đá nở và liên tục xé xác ăn thịt những sinh vật hữu cơ. Dần dần trong người nó đã chảy ra một thứ chất nhựa màu đen tím và biến thành một con quái vật gớm ghiếc như thế này. Hả? Trời đất ơi, sao người nó tỏ ra mùi gì mà hôi thối thế này? Chết tiệt, tôi chịu không nổi rồi. Cố lên đi người nhện, cậu phải chịu đựng cùng tôi, tiến sát nó, giết chết nó. Nếu không, chúng ta không có cơ hội lần thứ ba đâu. Lần trước, vì tôi sơ sức, nên nó bị nó đánh bại. Nhưng lần này, là cơ hội cuối cùng của chúng ta đó. Chết tiệt, sao nó nhiều xúc tu thế này? Không được rồi, chúng ta không thể tiến sát tới con vật chủ được. Mẹ kiếp, bây giờ phải làm sao đây? Kỵ sĩ máy móc, hay là ngươi tiếp tục chiến đấu với con quái vật này? Để ta ra ngoài, gọi cứu viện, để biệt đội Avenger từ trái đất tới đây đem máy móc tiêu diệt nó. Không được đâu, nếu bây giờ cậu nhảy ra ngoài, những cái xúc tu sẽ quật lấy cậu và nuốt cậu đó. Hãy ở bên trong cơ thể tôi, cùng tôi đi thẳng vào vật chủ. Vậy thì được rồi, tiến lên nào, chết chung với nó luôn đi, giết chết thứ rồng đá khốn kiếp đó. Chết rồi, thứ vật chủ rồng đá đó đã chết rồi, hay lắm. Bình tĩnh nào người nhện, chúng ta chưa xong nhiệm vụ đâu. Còn lũ xúc tu của con rồng đá đó, lũ xúc tu này cũng cực kỳ nguy hiểm, hãy cẩn thận. Nào, cùng tôi kết thúc lũ bọn chúng đi. Đúng rồi, người nói rất đúng, kỵ sĩ máy móc. Nào, dùng kiếm lá dê chặt đầu những con xúc tu này luôn đi. Hay quá. Lũ quái vật ở đây làm gì mà có thể vượt qua được biệt đội siêu anh hùng chúng ta chứ? Đến lúc rồi, thế giới này sẽ được hòa bình mãi mãi dưới tay của người nhện ta đây. À không,
còn có đồng đội ta là kỵ sĩ máy móc phụ ta nữa. Vậy là chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Nhanh chóng quay cho về hành tinh của mình nào.